Quý vị thân mến, hiện tại thì em đang có mặt tại con phố của quận Thanh Xuân để giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt đường, nhà mặt phố phù hợp để ở, để cho thuê hoặc là đầu tư giữ tiền. Nhà này thì có diện tích rộng, đơn giá rẻ, lại xây mới và có thang máy nữa. Thông tin nhà này cụ thể như sau ạ. Nhà xây trên diện tích sổ đỏ là 80m2. Đây là thông tin chính xác ạ. Nhà xây mới tổng thể 6 tầng đang hoàn thiện, nên là vẫn còn một số hạng mục vẫn ngổn ngang và chưa làm xong hẳn. Đây là hình ảnh về mặt tiền căn nhà này, chúng ta có thể quan sát và ngắm nghía cho kỹ nhé. Nhà có giấy tờ đầy đủ, có pháp lý sạch, sổ đỏ chính chủ, có tất cả các giấy tờ cần thiết. Quý anh chị có bác quan tâm thì xin mời đến xem trực tiếp để vào việc. Quý vị thân mến, đây là mặt bằng tầng 1 của nhà mình. Diện tích 80m2 nên là rất rộng nhé. Nhà nằm tại đường bờ sông, đường ven sông Tô. Nơi này thì có vỉa hè rộng. Đường ven sông này thì cùng trục chạy từ Nguyễn Kha, Nguyễn Ngọc Vũ xuống, nên là nó cũng có những cái đặc điểm tương tự của các con phố này. Đấy, trước nhà đây quý vị nhé. Trước nhà thoáng, có thể để xe và cho thuê kinh doanh thoải mái. Hơn nữa thì đây lại là trục chính kết nối từ ngã tư Sở mà đi Linh Đàm, Nguyễn Xiển, nên là giao thông nhộn nhịp, kinh doanh buôn bán quá tuyệt vời luôn ạ. Hiện tại thì bất động sản này đang được chính chủ mong muốn bán giá là 19 tỷ 500 triệu đồng. Giá có thể gặp gỡ trực tiếp. Vì là chủ nhà cần tiền nên là giá cả nó cũng hợp lý. Quý vị chỉ cần đưa ra lời đề nghị thôi ạ. Đơn giá tính ra chỉ khoảng hơn 240 triệu mét vuông. Cả nhà cả đất sổ đỏ. Đây là nhà mặt phố, trục chính kinh doanh tốt, vỉa hè rộng, diện tích khủng là 80m2. Rất xứng đáng để đầu tư ạ. Với diện tích rộng 80m2 thì biên độ lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Khi mà đơn giá chỉ tăng lên một chút thôi là nhân mét vuông lên cũng sẽ có tiền nhiều hơn. Giá hơn 240 triệu mét vuông cả nhà cả đất thời điểm này là mặt phố quận Thanh Xuân gần ngã tư Sở, nó là quá hợp lý ạ. Giá này chỉ tương đương với giá nhà phân lô ô tô vào một số nơi khác thôi. Hơn nữa thì đây lại là nhà mới, ở hay là cho thuê thì được luôn, không phải sửa chữa gì, hạn sử dụng được lâu hơn. Sau đây em Thiện mời quý vị vào thang máy và lên với tầng 2 nhé. Nhà xây mới 6 tầng thì thang máy lên tận tầng 6 luôn. Thang sử dụng là loại Fuji, thương hiệu Nhật Bản. Loại này là 450kg, tương đương khoảng 6 người chờ được cùng lúc. Về thiết kế thì các tầng 1, 2, 3 là thông sàn, phù hợp để cho thuê kinh doanh. Tầng 4 thì chia 2 phòng ngủ. Tầng 5 thì có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách bếp. Tầng 6 thì là phòng thờ, sân phơi và khu giặt và kỹ thuật thang máy. Nhà này thì có thể vừa ở vừa cho thuê. Một điểm quan trọng khác đó là đây là mặt đường bờ sông, cho nên là trước mặt luôn luôn thoáng. Khi mà cái dự án sông Tô Lịch được cải tạo xong thì bất động sản này nó sẽ có cơ hội để tăng giá vô cùng lớn ạ. Quý vị đang xem là tầng 2, nhưng mà nhà này thì em có quay đủ các tầng. Chúng ta có thể nhìn thang máy để biết là đang quay ở tầng nào nhé. Cả nhà quan tâm có thể đến xem thực tế ngay hôm nay. Số em Thiện là 0962802792. Ngoài ra thì em còn rất nhiều căn nhà mặt phố ở nhiều khoảng tiền và khu vực khác nhau. Chẳng hạn như là nhà Vũ Tông Phan 115m2 nhân 9 tầng thang máy giá 52 tỷ. Mặt phố Tô Vĩnh Diện 90m2, 9 tầng, giá là 37 tỷ. Phố Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân là 250m2 nhân 10 tầng giá 78 tỷ. Hay là phố Vương Thừa Vũ 120m2 nhân 9 tầng giá 40 tỷ. Hay là phố Nguyễn Khang 65m2, 8 tầng giá 40 tỷ, vân vân. Còn rất nhiều bất động sản khác ạ. Em Thiện xin kính mời các cô chú anh chị có thể đến xem và cân nhắc chọn lựa. Em xin phép dừng lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ.